Nobita tình cờ gặp một chú chó kỳ lạ và đặt tên cho nó là Bụng Rỗng Peko. Chú chó này đã tìm ra một bức ảnh vệ tinh về một vùng đất bí ẩn ở châu Phi. Cả nhóm Doraemon quyết định lên đường khám phá vùng đất ấy. Không may, cánh cửa thần kỳ ở sân bóng bị đốt cháy, cả nhóm không trở về được. Cả bọn phải cố gắng vượt qua sông Aguagu, thác Temiu, vực Odoron. Lúc này, Bụng Rỗng mới nhận mình là hoàng tử Kuntaku, khiên thắt của vương quốc Bovan toàn là chó, đã thoát chết trong cuộc đảo chính của quân phản loạn Dabranda. Nhờ may mắn, họ đã được Barber, Chipo, Sitpon kể lại tình hình chiến sự của bọn lính tay sai của tên Dabranda. Họ cùng nhau chiến đấu với bè lũ tay sai của Dabranda. Với sự giúp đỡ của nhóm Doraemon đến từ tương lai, họ đến lay động trái tim vị thần khổng lồ và pho tượng ấy đã giúp cả nhóm và Kuntaku phá tan bè lũ Dabranda. Đất nước Bovan được hòa bình, cả nhóm Doraemon trở về nhà bằng cánh cửa thần kỳ của nhóm Doraemon đến từ tương lai và quay trở về quá khứ để ứng nghiệm lời tiên tri của hoàng tộc Kuntaku.